Nam mô Bố Tha Cha. Đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Tham Ma trên Phạm Thoát mỗi ngày 2 giờ. Quý vị đợi chút nha. Đợi chút. Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ
từ xa ô giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Khema thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 7 năm 2019, Phật lịch 2563, đề tài hôm nay là giáo trình trường bộ kinh Vijaya Nikaya do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 34, kinh Thập Tượng. Chánh niệm và tỉnh giác. Hai pháp có nhiều tác dụng, sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Cha. Quý vị đã chút nó chạm mất rộng được vậy. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Cha. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điệu ngữ. Thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết giới hạnh, biết tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Cha, chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh. Sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Hòa, kính đảnh lễ chư Thiên Văn Minh Thiện Phật. Kính chào tất cả quý vị tu nữ và chư Phật tử. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước qua pháp hai chỉ. Nói đến pháp hai chi thì chúng ta cũng có 10 thể tại giống như là 10 thể tại của Phật một chi. Nhưng ở đây có nghĩa là hai pháp đa tác dụng. Hai cần tu tập, hai pháp cần ngôn từ, hay pháp cần biến tri vân vân.
cứ mỗi một thời gian chúng ta đóng đến ba chỉ bốn chỉ năm chỉ cũng với một thể tại. Đây là cái đặc điểm của cái bài kinh Dasyatarasata. Hôm nay khởi đầu cho Rap Hai Chi, chúng ta sẽ học với cái đề tài là hai pháp đa cách, đó là chánh niệm tỉnh giác. Chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa này, thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác, và vì sao hai pháp này nó lại là pháp đa tác dụng. Bhavukara tức là pháp đem lại nhiều lợi lạc. Chúng ta sẽ được nghe cái ý nghĩa đó từ sự thuyết giảng của Thượng tọa Thiện Nguyện giảng sư hôm nay. Và trước tiên thì xin mời vị trì chúng sư cô Pima sẽ đọc chánh kinh, và sau đó xin cô tỉnh Thượng tọa Thiện Nguyện thuyết giảng cho bài học Nam Mô Bổn Thầy. Nam Mô Bổn Thầy, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Được. Này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, một pháp cần được sanh, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là hai pháp có nhiều tác dụng, niệm và tỉnh giác? Bài kinh này trích từ Tương Ưng Bộ, chương 36. Tương Ưng Bộ phần 1, phẩm cố kệ với định nghĩa về chánh niệm và tỉnh giác. Tật bệnh, một thời Thế Tổ ở Vesali Đại Lâm, tại giảng đường của ngôi nhà có nóc nhọn, rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến gian hà, gian phòng chữa bệnh. Sau khi đến ngồi xuống một bên đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỳ kheo. Này các tỳ kheo phải chánh niệm tỉnh giác khi thời đã đến, khi mạng chung. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo chánh niệm? Ở đây này các tỳ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác. Chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo chánh, sống quán thọ trên các cảm thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp pháp nhiệt tâm tỉnh giác. Chánh niệm nhiếp phục tham ưu ở đời, như vậy này các tỳ kheo là tỳ kheo chánh niệm. Và như thế nào này các tỳ kheo là tỳ kheo tỉnh giác? Ở đây này các tỳ kheo khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống nhai nếm đều tỉnh giác, khi đi đại tiện tiểu tiện đều tỉnh giác.
Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, im lặng đều tỉnh giác như vậy. Này các tỳ kheo là tỳ kheo tỉnh giác. Này các tỳ kheo cần phải chánh niệm tỉnh giác. Khi thời đã đến, đây là giáo giới của ta cho các ông. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác, không phóng dật nhiệt tâm, tinh cần như vậy là tri như sau. Lạc thọ này khởi lên nơi ta, lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường vi do duyên sanh. Do duyên thân và duyên này do và duyên này là vũ vi, thời lạc thọ được khởi lên, làm sao thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với thân và lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường, do vị ấy trú quán tiêu vong, do vị ấy trú quán ly tham, do vị ấy trú quán đoạn diệt, do vị ấy trú quán từ bỏ đối với thân và lạc của vị ấy, nên tham tùy miên đối với thân và lạc thọ được đoạn diệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác, không phóng dật nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khổ thọ khởi lên vì ấy tuổi tri như sau. Khổ thọ này khởi lên nơi ta, khổ thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường hữu vi do duyên sanh. Do duyên thân khởi lên và duyên này là vô thường hữu vi, thời khổ thọ được khởi lên, làm sao thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với thân và khổ thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán đoạn diệt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường, do vị ấy trú quán tiêu vong, do vị ấy trú quán ly tham, do vị ấy trú quán đoạn diệt, do vị ấy trú quán từ bỏ đối với thân và khổ thọ của vị ấy, nên sân tùy miên đối với thân và khổ thọ được đoạn diệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo sống chánh niệm tỉnh giác, không phóng dật nhiệt tâm, tinh cần như vậy, bất khổ bất lạc thọ khởi lên, vị ấy tuệ tri như sau. Bất khổ bất lạc thọ này khởi lên nơi ta, bất khổ bất lạc thọ ấy có duyên, không phải không duyên. Do duyên gì? Do duyên chính thân này, nhưng thân này là vô thường hữu vi. Do duyên sanh, do duyên khởi lên và duyên này là vô thường hữu vi. Do duyên sanh, thời bất khổ bất lạc thọ được khởi lên, làm sao sẽ thường trú được? Vị ấy trú quán vô thường đối với thâm và bất khổ bất lạc thọ. Vị ấy trú quán tiêu vong. Vị ấy trú quán ly tham. Vị ấy trú quán việt. Vị ấy trú quán từ bỏ. Do vị ấy trú quán vô thường, do vị ấy trú quán tiêu vong, do vị ấy trú quán ly tham, do vị ấy trú quán đoạn diệt, do vị ấy trú quán từ bỏ đối với thân và bất khổ bất lạc thọ của vị ấy, nên vô minh
tùy miên đối với thân và bất khổ bất lạc thọ được đoạn diệt. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, thọ ấy tội tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tội tri, ta không chấp trước thọ ấy. Vị ấy tội tri, ta không hoan hỷ thọ ấy. Nếu vị ấy cảm thọ khổ thọ, nếu vị ấy cảm thọ bất khổ bất lạc thọ, vị ấy tội tri, thọ ấy là vô thường, vị ấy tội tri, ta không chấp trước thọ ấy. Vị ấy tội tri, ta không hoan hỷ thọ ấy. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác thọ ấy như người không bị trói buộc. Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức lực của thân, vị ấy tội tri, ta đang cảm thọ một cảm thọ tận cùng đến sức chịu đựng của thân. Khi vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tội tri, ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận sức chịu đựng của sinh mạng, vị ấy tội tri rằng sau khi thân hoại mạng chung, ở đây một cảm thọ cảm giác không có gì đáng hoan hỷ sẽ đi đến lắng dịu. Ví như này các tỳ kheo, do duyên dầu và do duyên tim bất, một ngọn đèn dầu được cháy đỏ. Khi dầu và tim bất khô cạn cháy hết, không được tiếp nhiên liệu thêm, ngọn đèn ấy bị tắt. Cũng vậy này các tỳ kheo, khi tỳ kheo cảm thọ một cảm thọ tận cùng đến sức chịu đựng của thân, vị ấy tuệ tri, ta đang cảm thọ một cảm thọ tận cùng chịu đựng của thân. Vị ấy đang cảm thọ một cảm thọ tận cùng đến sức chịu đựng của sinh mệnh. Vị ấy tuệ tri, ta đang cảm thọ một cảm thọ cùng tận đến sức chịu đựng của sinh mạng. Vị ấy tuệ tri rằng sau khi thân hoại mạng chung, ở đây mọi cảm thọ không có gì đáng hoan hỷ sẽ đi đến lắng dịu. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Cha. Nam mô Bụt Tha Cha, nam mô Tham Ma Cha, nam mô Sanh Khai Cha. Giờ thưa chúng được nghe rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỷ Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Thân, thượng tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật Tính, cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin đau bằng thời gian. Arahang Samma Samutho Phakawa Bhutang Phakawantan Apiwade Miswa Khato Phakawata Thammo Thammang Namasa Misupatibano Phakawato Savakasangko Sang khả năng ma mỹ. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hội đến chư tôn đức tăng quý tôn nữ công chư Phật tử quân được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Cha. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng cái thể tài hôm nay trong kinh thập tường đa sutta sutta chánh mà chúng ta học cái phần thứ hai trong 10 cái tựa đề pháp, thì ở đây gọi là Dhamma Bahukara Satisambacchaya Ajang Dwe Dhamma Bahukara, tức là hai pháp có nhiều tác dụng, chánh niệm và tỉnh giác. Đó chính là hai pháp sẽ có nhiều tác dụng.
Xuyên qua kinh văn thì đã nói như thế, nhưng chúng ta trong cái đời sống bình nhật, trong cái đời sống bình thường, cái vai trò có thể nói rằng chánh niệm và tỉnh giác, nếu ai mà thường tu tập, ai mà năng tu tập thì người ấy sống trong cái sự an lạc, sống trong cái sự yên ổn. Bởi vì có thể nói rằng tất cả những cái điều vui, điều khổ, điều mà chúng ta bức bách, bực bội, khó chịu đều do tâm, tâm phóng dật mà ra. Chúng ta ước muốn quá nhiều, rồi cái sự ước muốn đó nó không thành tựu. Chúng ta mong mỏi quá nhiều, và cái điều mong mỏi đó không thành tựu. Chúng ta hy vọng quá nhiều, để tuyệt vọng rơi vào khó chịu, tâm bực bội quá nhiều. Ngay cả cho đến khi chúng ta bệnh hoạn, gặp những trở ngại, cản trở về đời sống, sinh hoạt, kế sinh hay ở trong tâm tư tình cảm, cũng đều do tâm này mà ra. Và có những con người đưa đến tuyệt vọng, ngay cả đến nguyên sinh. Rồi có những con người do thất bại, buồn chán, và nó không có bình thường, mà chúng tôi gọi là điên loạn, trở nên điên loạn khi người ta mất mát tài sản, mất mát danh vọng hay mất mát danh dự, cái đó là trở nên điên loạn. Cái tai hại nó xu chiều theo cái tinh thần của đời sống con người. Nhưng mà khác, nếu chúng ta biết sống trong một trạng thái của ghi nhớ và hiểu biết, hay là chánh niệm và tỉnh giác, thì là một điều khác. Cuộc đời có vui hay cuộc đời có buồn, ở trong quá khứ hay ở trong tương lai, nó như thế nào, chúng ta không có quan tâm. Mà chúng ta chỉ biết có chánh niệm và tỉnh giác ngay lúc này. Khi có cái chánh niệm ngay lúc này như thế, thì kính thưa quý vị, tâm của chúng ta không có vọng động, không có khổ sầu. Bởi vì ngay khi đó, chúng ta được bảo vệ an toàn do cái niệm và cái tác. Sự ghi nhớ và cái sự tỉnh thức hay sự tỉnh giác này mang tới cho ta cái sự an toàn đó. Còn có thể nói rằng ở trong cuộc đời này, không biết là bao nhiêu điều vui, không biết bao nhiêu điều buồn, mặc cho thế sự như thế nào, thời tiết mưa gió bão bùng của pháp hữu vi ở trong cuộc đời này, hay của yếu tố vật chất, yếu tố của các pháp, nó có vận hành như thế nào, nhân tâm của chúng ta cũng vẫn an vui, bởi vì người ấy có tâm chánh niệm và có tâm tỉnh giác. Thì thế nào là chánh niệm? Niệm ở đây là một sự ghi nhớ, sati, cái sự ghi nhớ. Chỉ như thế. Bây giờ ghi nhớ cái gì? Vì ấy hít vô, biết mình hít vô. Đặt niệm ở tại mũi, như chúng ta vừa nghe đó. Vì ấy thở vô dài, hít vô dài, biết mình hít vô dài, thở ra dài, biết mình thở ra dài, hít vô ngắn, thở ra ngắn. Khi cái trạng thái đó được đặt định như vậy, và vì ấy cái trạng thái biết mình thở ra dài, sự hít vô, cái sự thở ra đó chính là ghi nhớ. Mình thở ra nó dài, nó ngắn, nó nhẹ hay là nó mạnh, vân vân, thì ở đó chính là cái giá trị của cái gì, của chánh niệm và tỉnh giác. Thế nó cái khác hơn, như chúng ta nhớ ở trong cái những chú đọc nó như con mẹ chánh cha hay là có vị nào quên rồi. Ví dụ cái vai trò chánh niệm á, tỉnh giác, nó cũng như là
là một người canh cửa, một người giữ cửa. Chỉ như thế thôi. A, B, C, D gì đi vào họ biết, có người đi vào, đi ra, biết người đi ra. Thì cái người canh cửa của thân tâm này chính là chánh niệm. Họ chỉ biết bao nhiêu đó. Còn cái mà cái người đó đi vào để làm cái gì và người ấy ra sao thì nó tiếp qua sẽ có một người, cái bộ phận chúng ta gọi là kiểm soát tiếp, chính là tỉnh giác. À, người này vô làm cái gì và người này phải làm tốt chứ không thể cho làm xấu, thì cái đó vai trò của tỉnh thức hay vai trò của tỉnh giác. Còn trong kinh văn thì chúng ta thấy rất một điều rất là đặc biệt. Khi mang y, vị ấy biết rằng mình đang mang y. Mang y Tăng và Lê, biết mình đang y Tăng và Lê. Mang y An Đà Hội, biết mình đang An Đà Hội. Mặc y Quốc Đà La Tăng, tức là y Trung, y Thượng, y Hạ. Vị ấy đều có cái sự theo dõi, cầm, đụng, nắm. Ở trong cái gì, kính thưa quý vị? Ở trong cái mắt, trong cái tai, trong cái lưỡi, trong cái mũi, nói chung là các căn đều được vị ấy theo dõi, có cái sự ghi nhớ. Đây chính là chánh niệm một cách liên tục, và vị ấy biết được rằng mình thấy cái cảnh, nhìn, vị ấy biết nhìn cái cảnh này rồi nó cũng sẽ mất đi, cái cảnh này rồi nó cũng sẽ vô thường, vân vân. Thì cái đó là cái trí tuệ hay là cái chánh niệm, cái tỉnh giác của vị ấy. Đương nhiên chúng ta nhớ khi ăn, khi uống, khi nếm, khi đụng, khi tất cả mọi thứ. Chúng ta thấy ngay cả đại tiện, tiểu tiện. Đó. Tất cả mọi cái sự sinh hoạt đều có cái gì? Đều có cái sự hiểu biết một cách rõ ràng. Một cái tâm mà được che chắn, một cái tâm mà được bảo trì, một cái tâm mà được gìn giữ, một cái tâm mà được điều phục như thế, thì cái đó chính là một tâm tu cao cả. Thì ngay khi đó không có thiện, xin lỗi, không có ác, không có ác pháp nó xâm nhập, không có ác xâm nhập, cũng như là không có những cái khổ đau sanh tử nó xuất hiện, thì lành thay còn cái gì cho bằng, kính thưa quý vị. Cho nên vì vậy chỉ bao nhiêu đó thôi mà chúng ta làm xuyên suốt, như cái lời ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy, chỉ như thế thôi. Trong mọi sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, ăn uống nếm đụng ngửi, vân vân, chỉ bao nhiêu đó thôi, không có suy nghĩ một gì khác, không có làm một gì khác, nhưng không phải là một chuyện bình thường, không phải chuyện đơn giản. Để có một chánh niệm dài lâu, để có một chánh niệm liên tục được, nó không phải là một cái sự dễ dàng. Mình nói ra thì khi chúng ta thực hiện vô, chúng ta mới thấy khi thở vô thở ra có thể 30 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, nhưng sẽ không được 5 phút. Nếu như chúng ta có tu tập quen được 5 phút, không được 10 phút, không được, có thể được 10 phút hay được hơn nữa, vân vân. Thì kính thưa quý vị, cái thời gian tâm tư chúng ta được bao bọc, được gìn giữ bởi chánh niệm này và cái tỉnh giác này. Cho nên vì vậy, cho nên gọi là cái đa tác dụng, hay là pháp, hai pháp sẽ có nhiều tác dụng. Ở đó là cái gì? Khi mà tâm có chánh niệm, tức là tâm thiện, mà tâm thiện khởi sanh trong lòng ta, cũng như chánh niệm, tức là sở hữu niệm ở trong tâm ta có mặt, thì tất cả cái tịnh hậu biến hành nó sẽ phối hợp. Mà tịnh hậu biến hành phối hợp thì kính thưa quý vị, thì là điều tốt đẹp,
mà tâm tịnh hảo biến hình ở đó có cái tâm chúng ta gọi là, chúng ta gọi là cái, à, cái trí tuệ nữa. Hữu tịnh hảo hay là hữu trí tuệ, mà khi có cái chánh niệm và tỉnh giác, tức là vừa tâm và tâm sở hay là cả hai tâm sở này, tức là chánh niệm và tỉnh giác, tỉnh giác đây tức chính là cái trí tuệ, hiểu biết được rồi Nam mô Bụt-tha cha. Thưa thượng tọa Tệ Quyền, con trình với lại thượng tọa là thượng tọa bị rớt mất rồi. Thưa dạ, nhiều khi giảng sư giảng bài thì không có muốn bị chi phối, thành ra không có mở mắt. Dạ thượng tọa. Thượng tọa chắc biết rồi, thượng tọa ra ngoài. Quý vị đợi chút xíu nha. Quý vị đợi chút xíu. Dạ quý vị nghe lại chưa? Dạ nghe rõ chưa? Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn quý vị đã nghe được. Dạ cảm ơn. Chúng tôi đang nói cái việc mà chúng ta gọi là 7 ngày đó, 7 ngày mà tâm của chúng ta liên tục có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác liên tục như thế thì mới có đủ khả năng để sát trừ phiền não. Còn nếu mà chúng ta tu tập nhiều khi cả tuần lễ, cả 10 bữa mà chúng ta thấy chúng ta không chứng đắc gì hết, thì ở đó chúng ta biết là cái chánh niệm chúng ta nó không có liên tục, và chắc chắn rằng chúng ta bị phóng dật. Chắc chắn rằng như vậy. Bởi vì sao vậy? Khi mà chúng ta có khả năng chứng đắc được thì ở đó pháp độ chúng ta nó tròn đủ.
pháp độ của chúng ta nó tròn đủ thì nó sẽ hỗ trợ cho tâm này chín mùi. Còn nếu như pháp độ chúng ta chưa đủ thì dầu cho 7 năm một trọn đời luôn cũng không thể chứng đắc được. Đó chính là do chúng ta chưa có đủ cái duyên để chúng ta chứng đắc thánh quả. Có nhiều người chúng ta thấy người ta tu suốt cả đời nhưng hỏi rằng người ta chứng thánh quả chưa chắc. Cái điều này không dễ dàng. Còn ngày hôm nay mà chúng ta nói tu mà chứng đắc cái này chứng đắc cái kia thì cái đó chẳng qua tức là chế định thôi, chỉ một sự khả ước khả dĩ thôi. Mà cái điều đó đó, thí dụ như bây giờ chúng tôi đi trên Đắk Lắk, chúng tôi có nghe một số Phật tử, nó có một người, một vị thiền sư đó qua mới nói có một cô Phật tử này hội chứng đắc tam quả, thì xác định cho cái cô Phật tử đó cổ chứng đắc tam quả. Đến khi thấy cổ sân lên thì Phật tử họ mới hỏi vị thiền sư đó trở lại đó, thưa sư, theo con biết thì đến tam quả thì diệt trừ sân rồi, tại sao cô này cổ còn sân vậy? Thì bé mới nghĩ rằng à hồi đó cổ trứng, bây giờ cổ hết trứng rồi. Thì kính thưa quý vị, không còn trứng nữa. Thì cái điều này để nói là vị đó hoàn toàn, tức là chúng tôi hiểu vị đó hiểu về cái trứng đất, cái tương tự của phàm thánh nó như thế nào cả, hình như vị đó không hiểu biết gì cả mà nói cái câu như vậy. Thì chúng tôi muốn nói chính vị ấy hiểu biết như vậy, hiểu biết sai lầm sai lệch như vậy, cho nên chúng ta thấy là nó sai lầm. Chứ sự thật ra ở nếu như người mà tu tập tới tam quả thì vị ấy có cái tâm hiểu biết ngay, có cái tâm hiểu biết rằng đó chính là cái sự sai lầm mình ở trong cái không thể nào mà vị ấy chứng đắc hôm nay và vị ấy kết thúc ngày mai được. Mà chính vì vậy cho nên cái sự tu tập á, nó không phải được một sự định vị của người này nói rằng ta chứng đắc như thế này, ta không chứng đắc như thế kia, không có chuyện đó. Mà đến chứng đắc thánh quả đó, dẫu cho tu đầu quần thì bảy năm không có trong vòng 7 năm vị ấy phải chứng đắc thánh quả, chứ không có tới coi như là kiếp thứ 8 trong vòng 7, xin lỗi, không có có luân hồi lại quá 7 kiếp. Còn vị nhất lai tức là chứng tới tam quả rồi thì vị ấy còn một cái kiếp nữa thôi. Thì điều đó chắc chắn là như vậy. Và không có cái chuyện mà chứng đắc như là cái chuyện mà chứng thiền, giờ có thể hôm nay chứng ngày mai không còn chứng nữa. Còn chứng thánh là giá trị tuyệt đối. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái vai trò tu tập nó phải là cái vai trò trên cái thiền quán này, là chúng ta đạt được, chúng ta chứng đắc được, lìa bỏ phiền não được, như là trong vòng 7 tháng, 7 năm, 7 ngày. Mà được chứng đắc như vậy, đó là giá trị tuyệt đối. Nếu như họ chứng đắc được sơ đạo, tức là bị làm tu đồng quần, sơ đạo sơ quả thì giá trị tuyệt đối. Vậy tiến lên nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả thì là sự chứng đắc để từ bỏ, để diệt trừ phiền não là giá trị tuyệt đối, chứ không phải là còn trở lui được, hôm nay chứng ngày mai mất, không phải vậy. Thì ở đây chúng ta thấy cũng như thế, trong cái tâm này nó còn cái vi tế hơn, nó tiến trình hơn, đó tức là cái cảm thọ của vị ấy. Cái cảm thọ của vị đó mới biết được thọ lạc, thọ u, thọ khổ. Thì cảm giác đó, cảm xúc đó cũng phải được cái gì, cái thứ vị cũng được cái chánh niệm, nó đi theo, nó giữ gìn, nó canh, nó giữ. Và khi nó canh, nó giữ như vậy cho nên vị ấy mới biết cái cảm giác này đang là cảm giác lạc, cảm giác u, hay cảm giác khí, hay là cảm giác xả, cái tâm mình vui hay là không vui, tâm mình thọ u, thọ lạc, thọ xả, thọ hỷ, vân vân, đều hiểu biết một cách rõ ràng. Mà không có bám chấp trên cái thọ, cảm thọ đó, chỉ ghi nhớ và như thế. Cũng như tâm của vị ấy, tham, vị ấy biết tâm tham khởi sanh lên,
Tâm không tham, vì biết tâm không tham. Tâm không có sân, cũng biết tâm không sân. Tâm thiện, vì biết tâm thiện. Tâm mình chưa được giải thoát, biết tâm mình chưa được giải thoát. Tâm mình giải thoát, vì biết được tâm mình giải thoát. Trong mọi tình huống, trong mọi việc. Thì cái niệm, chánh niệm và cái tỉnh giác, nó luôn luôn đi theo. Khi chánh niệm, khi niệm có mặt, thì mới có tỉnh giác ở trong trong giá trị thiền quán. Mà kính thưa quý vị, cái niệm và tỉnh giác này nó có một điều đặc biệt, là cái tỉnh giác đó chính là nền tảng của chánh chánh kiến có mặt, đó trí tuệ có mặt. Chứ không phải là chúng ta nói rằng một người mà có một sự tu tập cho cái chánh niệm, khi chánh niệm mà vị ấy biết rõ, tức là tệ truy hay là sống với chân nhá đó, biết được rõ ràng. Thí dụ như bây giờ, tâm này đang là tâm vui, tâm thiện, nó khởi sanh. Tâm thiện này rồi nó cũng sẽ mất đi, nó cũng sẽ vô thường. Tâm sân này, tâm khó chịu này, tâm đau nhức này, bây giờ đau nhức mình cảm thấy khó chịu, thì nó cảm thọ này, cảm giác này rồi nó cũng sẽ vô thường. Thì cái mà hiểu biết được cái giá trị vô thường đó chính là của tuệ, của trí tuệ hay là của sự tỉnh giác. Cũng như hơi thở hít vô, biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra, hít vô dài biết mình hít vô dài, thở ra dài biết thở ra dài. Từng hơi thở này ra vào chính là từ cái sự sanh sự diệt của sắc pháp này, cũng là sự tiến trình sanh diệt của danh pháp. Thì cái giá trị mà nắm bắt được, hiểu biết được cái sự ra, cái sự vào và cái sự vô thường, cái sự đổi thay, chính là ở đó chính là tỉnh giác. Mà khi hai cái tâm này được hiện khởi trong tâm của người nào, thì thời người đó sẽ được an lạc. Nó có tác dụng là như thế nào? Làm cho tâm được an lạc, và tác dụng này tức là nhân là duyên, để chúng ta sát trừ phiền não. Hay chúng ta đang tu tập đó là chúng ta ngăn trừ tất cả ác bất thiện pháp không có xâm nhập vào tâm ta. Và đa tác dụng hơn nữa chính là khi chánh niệm và tỉnh giác có mặt, thì thời các sở hữu đồng nhất của bát chánh đạo nó sẽ sanh theo. Nó sẽ có một tiến trình, tức là có một tiến trình liên quan và hỗ trợ. Và cũng như khi nếu như mà chánh niệm có mặt được, tại đây tức là chánh niệm đó tức là định phần, hay trong là hay chúng ta nhớ ở trong, chúng ta gọi là ở trong bát chánh đạo đó, nó chia ra tức là giới, định và tuệ. Thì ở đây trong bát chánh đạo thì tuệ là đứng đầu, rồi giới đứng thứ hai và định đứng thứ ba. Thì ở đây khi mà nhân vào tu tập thì chúng ta phải lấy cái gì ra đầu tiên? Chúng ta phải có giới trong sạch. Giới trong sạch. Và ngay khi đó chúng ta có cái gì? Có một cái niệm hay có cái định. Đặc biệt là nếu mà tu thiền quán thì có cái định, hay có cái quán, hay có cái niệm. Có cái niệm. Khi cái niệm nó xuất hiện, tâm mới được an trú, tâm mới được vững chắc rõ ràng. Khi tâm được vững chắc rõ ràng thì kính thưa quý vị, tuệ mới khởi sinh lên. Khởi sinh lên như vậy thì xem như sau niệm này cùng với tâm chánh niệm này, hay cùng với tâm trí tuệ này, phối hợp cùng giới phần, tức là giới phần, định phần và tuệ phần, mới phối hợp ở trong tâm siêu thế, trong đại thiện siêu thế. Tâm đại thiện của hữu vi này nó mới chiếu rồi, mới nhìn thấy được cái đại thiện siêu thế có mặt, chính là sơ đạo có mặt. Thì phải có một cái sự nuôi dưỡng cái gì? Cái thứ chánh niệm và tỉnh giác một cách hết sức là lâu dài và mạnh mẽ, và để coi như là sạch sẽ, coi như xua tan cái quân thù, hay đã đánh chiếm được cổng thành rồi, bây giờ chưa có vào nơi thành, như đã vào tới cổng thành, vậy đánh chiếm vào, chuẩn bị tới cái ngôi nhà đó hay hoặc cái ngôi đền đó. Chúng tôi đang ví dụ như là từng các bậc hữu học, thì cuối cùng thì đến tứ đạo vị ấy, đánh chiếm thắng cả thành luôn,
thì ở đó chính là vị ấy thành tựu viên mãn. Nhưng muốn một cái giá trị mà thành tựu viên mãn như vậy thì cái thứ viên vừa nãy chúng tôi nói, tâm sanh khởi lên lên là tham, là sân, là si, vị ấy biết rõ hết. Cũng như là tâm của vị ấy khi mà dựa trên pháp quán, tâm này sanh khởi, vị ấy biết được đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa đến sự khổ diệt. Khổ diệt này đều được vị ấy ghi nhận một cách rõ ràng. Vị ấy hướng tâm tới cái gì? Tới cái sự vô thường, tới cái sự khổ não, tới cái sự vô ngã. Hay tâm vị ấy hướng tới về đây, tức là sắc thân này là ngũ uẩn tạo thành, có sắc thọ tưởng hành và thức, chẳng qua là một đống bột khối nó tạo thành, và rồi nó bị cái sự vô thường, bị sự khổ não, bị sự vô ngã chi phối. Thì ở đó thì sự vị đó một cái vai trò và tỉnh giác như vậy. Và như chúng tôi thấy, tất cả mọi cái tình huống, mọi cái điều kiện đều được vị ấy có một cái sự tu chứng, hay có một cái sự kiểm soát một cách chặt chẽ, chứ không phải là vào mà tu cái là có chánh niệm ngay, hay là tu một thời gian rồi chúng ta sẽ được một cái điều này, sẽ được một cái điều kia, mà cái điều được này là phải do sự thực chứng, phải do được cái sự thực chứng. Mà sự thực chứng đó chính là cái gì? Xuyên qua bởi do tâm của vị đó có cái chánh niệm, có cái tỉnh giác, thì không có bị rơi vào cái sự lo âu, cái sự phiền muộn, cái sự bám víu, không có bị bám víu nữa. Bởi vì khi vị ấy quán niệm về thân, quán niệm về thọ, quán niệm về tâm, quán niệm về pháp một cách đầy đủ, thì thời tâm của vị đó không có bị tham, mà tâm nó bám víu, hay là không rơi vào âu lo phiền muộn của sân, và tâm của vị ấy không có bị cái sự phóng dật, tức là tham sân si đều được vị ấy kiểm soát. Nếu như mà chúng ta biết một cái tâm của chúng ta không có nuôi dưỡng, cái tâm của chúng ta không có điều phục, tâm của chúng ta không có suy xét, chúng ta ngồi xuống hay chúng ta nằm xuống, nó suy nghĩ tá lá lung tung hết trơn, thì kính thưa quý vị, một ngày mà chúng ta không tu thì tâm bất thiện một ngày rất nhiều. Mà nếu như một ngày mà chúng ta tu thì cái tâm thiện nó khởi sanh lên rất nhiều. Bởi vì chúng ta biết, có thể nói rằng là từng cái hơi thở, từng cái sự sống của mình, tức là từng cái hơi thở của thiện, từng hơi thở của bất thiện, từng cái việc thiện ác của chúng ta đang sống đây, nếu như tâm của mình mà đang mong cầu, đang ước muốn, đang tham vọng, thì là tâm đó chính là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện khởi sanh thì quả bất thiện sẽ trổ sanh, mà tâm thiện khởi sanh thì quả thiện sẽ trổ sanh. Nó thuộc về hậu báo nghiệp ở trong tương lai, đó là chắc chắn. Mà cái thiện ác này nó không phải là do cái gì. Đời con người cứ nghĩ rằng tôi không có làm ác, tôi không nói ác, tâm tôi nó tốt. Thế nào tâm tốt? Ở trong Pháp Quốc Kinh Đức Phật dạy mà, chắc căn qua qua hà tô ba đăng, tức là như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Nếu như ai mà thân khẩu và ý ác thì như bánh xe sẽ lăn theo con vật kéo xe, mà kéo xe mà cha gia qua hà tô ba đăng như bóng không hình. Nếu như thân này, khẩu này và tâm này là thiện tâm thì sẽ như bóng không rời hình. Mà cái ác cái thiện đó do chánh niệm có mặt thì cái ác, cái phóng dật nó không có ngự trị. Mà khi tâm phóng dật ngự trị thì thời sẽ không có chánh niệm và có tỉnh giác. Một ngày như vậy, chúng ta bao nhiêu lần chúng ta thiền định, bao nhiêu lần tâm của chúng ta được định tĩnh quý vị? Ít lắm, thật sự là ít. Mà nếu như ngay cả chúng ta ngồi xuống, mà chúng ta ngồi chúng ta tu đó, chúng ta nhắm mắt lại đó, thì kính thưa đại chúng, thì tâm của chúng ta cũng không có đủ chánh niệm và tỉnh giác nữa. Nhớ nhé, nhiều khi chúng ta được từng cái niệm nó vừa có cái niệm thôi là chúng ta đã phóng dật rồi, mới có sự ghi nhớ thôi thì nó là tâm của chúng ta phóng dật rồi.
Vì vậy cho nên đó, khó lắm. Cả một ngày như vậy 24 giờ mà tìm được một giờ cho chúng ta tu thôi cũng là lành thay rồi. Nửa giờ cũng là tốt đẹp rồi. 5 phút, 10 phút cũng là tốt đẹp. Còn hơn là không có cái gì hết. Cho nên ở đây phải nói rằng cái chuyện tu nó rất khó. Tuy những pháp môn chúng ta nghe qua thì nó rất là dễ, nhưng khi vào thực hành thì rất là khó. Chúng ta đi tới, chúng ta đi lui, chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta nằm, chúng ta ngồi. Trong mọi quay nghi như vậy đó, cái vai trò của tứ niệm xứ đó đòi hỏi chúng ta phải có cái chánh niệm đánh giá một cách liên tục, liên tục, liên tục. Đắc y mang bát ngửi, thấy nghe ngửi nếm đụng gì, vì ấy biết rõ ràng, theo dõi một cách rõ ràng. Và mới biết được cái sự vô thường, cái sự khổ não, cái sự vô ngã, hay thấy được cái sự sanh lên của sắc pháp này, cái sự đoạn diệt của sắc pháp này, tâm này khởi sanh lên và tâm này đoạn diệt. Tâm tham khởi lên, hãy biết tâm tham đó, quay về với chánh niệm, để cho cái gì giữ gìn cái thiện tâm. Cảm thọ này, cảm giác này xuất hiện, biết cảm giác này rồi nó sẽ vô thường. Hiểu biết một cách vững chắc như vậy, hơi thở ra, hơi thở vào, vị ấy biết rõ và biết trên cái hơi thở đó, cũng như là phải biết trên cái sự vận hành, cái sự sanh, sự diệt của giá trị tu tập. Chứ không phải là thôi kệ thở, mà coi như là người ta biết rằng mình đang sống mà không biết mình đang sống, thì xem như người ấy đã chết rồi. Đây là trong khóa của kinh mà. Nếu như người mà đang sống mà không biết mình, không có chánh niệm tỉnh giác, người ấy có dầu như có sống cũng như đã chết. Đã chết gì? Đã chiều theo, đã đi theo cái ác bất thiện pháp của và ý ác, thì coi như ấy có sống. Đặc biệt là ý nghiệp đây có chánh niệm, có tỉnh giác, thì người ấy đang sống, thực sự sống. Hay là người nào biết được cái hơi thở của mình, ghi nhận cái hơi thở của mình, biết kiểm soát, biết đếm bước cái hơi thở của mình, thì thật sự người ấy cảm nhận được cuộc sống thật sự là tốt đẹp. Bởi vì cái hơi thở vào rồi hơi thở này nó sẽ không ra, hay nó ra rồi nó sẽ không vào nữa. Đó là do cái gì? Do cái sự sanh sự diệt của sắc pháp này, của danh pháp này, nó khởi sanh lên. Tâm của người tu là phải tâm như vậy đó, biết nó vô thường, biết nó khổ não, biết nó vô ngã. Đó là cái giá trị của tu tập của thiền quán, thấy rõ cái sanh cái diệt của chính nó. Nhờ thấy vậy như vậy cho nên tâm của chúng ta không có bị bám chấp, không có bị chấp hú. Cũng như mạng sống này, kiếp sống này, rồi chúng ta sẽ chết, rồi chúng ta sẽ chết. Hay là quán về cái gì? Quán về tử thi, quán về thể trược, quán về một khối ô trược ở trong cái sắc quẩn này. Nó chỉ là 32 thể trược, vân vân. Sự thật ra thân này có gì là mỹ miều, có gì là đẹp đẽ đâu. Nó chỉ là một sự chứa đựng của 32 thể trược của kính thưa quý vị, của tóc, lông, răng, da, thịt, gân, xương, cái sự bao trùm nó như thế. Và rồi sự bao trùm nó như thế, cho nên người ta chỉ có như là người ta nói người đẹp nhờ lụa mà. Đẹp chứng qua là nhờ phấn son. Thì ở đó, trên cái nhìn của tục đế, cái nhìn của con mắt thường, người ta ái luyến, chứ sự thật ra nhìn cái đẹp cái xấu nó không là vấn đề nữa. Mà cái nhìn của sự tu tập đó chính là cái nhìn của ngũ quẩn, hay cái nhìn của sắc quẩn với sắc quẩn, cái nhìn của thọ quẩn, của tưởng quẩn, của hành quẩn nhìn nhau. Không có một cái người, con người là nam hay nữ, A, B, C, D, cao, thấp gì, mà chỉ là sinh hoạt giữa ngũ quẩn với ngũ quẩn. Chứ sự thật ra mà nó có chấp thì cái chấp đó nó mang đến đau khổ. Hiểu cái nghĩa mà sự thật, cái chân đế của chúng sinh,
chỉ là một chúng sinh. Chúng sinh đó được mang cái giới tính là nam hay giới tính nữ, và chúng sinh đó có cái gì? Có cái sắc, có cái thọ, có cái tưởng, có cái hành, có cái thức. Và nếu là có ở kiếp người thì có mắt, tai, mũi, lưỡi. Và đã mất tai, mũi, lưỡi, thân này thì phải cũng đầy đủ 32 cái thể trưởng, vân vân. Và cái sự sinh hoạt thì kính thưa quý vị, mọi thứ mọi điều được vị ấy có một cái tâm biết rõ một cách liên tục như vậy. Và khi mà nhìn cái xác thân như vậy, tâm của ấy không có khởi lên cái tham chấp nhìn ta thân thể mỹ miều, không có suy nghĩ như vậy, nhìn ta cái đẹp. Cho nên vị ấy mới cái gì giam trái cái sắc quẩn này, chính giam trái sắc quẩn do vị ấy không có tham ái cái sắc quẩn này. Và cũng như cái cảm thọ nó sẽ vô thường, cái tưởng nó sẽ vô thường, cái hành nó sẽ vô thường, và cái thức nó cũng sẽ vô thường. Và cái gì vô thường thì cái đó nó đổi thay, và cái gì nó đổi thay thì ở đó không có làm chủ gì cả. Cho nên nó trong cuộc đời chúng ta biết, nếu chúng ta tu tập thiền quán thì nó tuyệt vời, không bao giờ mà chúng ta bị khổ đau cả. Bởi vì sao? Bởi vì chánh niệm và tỉnh giác, đặt cái niệm như vậy, tâm của vị ấy an vui vô cùng. Dầu cho cuộc đời phong ba bão táp buồn vui như thế nào, nhưng tâm của vị ấy chỉ ghi nhận chúng sinh đó đã mất đi, đã ra đi, đã có sự thay đổi của sắc quẩn để mang một cái áo mới, mang một cái lớp mới nữa, vân vân. Thì chính là một cái sự suy nghĩ như vậy, hay là chúng sinh đó đang còn là chúng sinh tiếp tục phải tái sanh, phải đau khổ nữa, nói một cách tu tập cao cấp hơn. Cho nên mỗi cái hoàn toàn một cái điều kiện mà vị ấy tu quán dựa trên cái chánh niệm này, nhờ có cái chánh niệm, nhờ có cái tỉnh giác một cách xuyên suốt như vậy, làm như chúng tôi đã nói, làm cho các pháp đồng sanh mới khởi lên, bởi cái thiện tâm mới khởi lên được, yếu tố nó có thể xúc tác, nó có thể nương tựa được. Cũng như thất giác chi được, như thất giác chi cái này hỗ trợ, cái kia nó hỗ trợ, và nó đưa đến cho vị ấy một cái sự tốt đẹp lớn lao vô cùng. Vì vậy cho nên khi sự tu tập của chính mọi người là một điều hết sức là căn bản. Bởi cho nên cần phải có sự tu tập, cần phải có một cái sự quán, cần phải có một cái sự theo dõi của chính mình. Mà ở đây chúng ta phải nhớ, nói hiện tại và bây giờ là nói đến cái gì? Cái sự quý trọng cái phút giây hiện tại. Mà phút giây hiện tại đó chính là cái sự ghi nhớ, có chánh niệm và có tỉnh giác. Khi chánh niệm có mặt, sau cái chánh niệm đó, nếu biết giữ vững thì trí tuệ hay là tỉnh giác hay tỉnh thức này mới cảm thụ được, mới biết được, mới nhận diện được cái sự vận hành của danh và sắc này. Cái thiền quán là cái thiền của, hay là cái chánh niệm và tỉnh giác này, để nhìn thấy được cái gì? Để nhìn thấy được cái sanh, cái diệt, để nhìn thấy được cái sự vô thường, để nhìn thấy được cái sự khổ não, để nhìn thấy được cái sự vô ngã của danh và sắc này. Và đó chính là mục tiêu và cái điều kiện, một cái yếu lý hết sức là căn bản, hết sức là tốt đẹp mà Đức Phật Ngài muốn chỉ dạy cho tất cả chúng ta. Thì kính bạch quý Ngài, kính thưa toàn thể quý vị, đây là hai cái thể tài mà cần sẽ được cái sự thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng tiếp tục nữa. Thì kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, xin qua đầu điều trình bày như vậy để dành cái thời gian lại để Chư Tôn Đức Tăng quý Ngài thảo luận cho cái ý nghĩa và cái bài hôm nay sẽ được tỏ tường và tốt đẹp hơn nữa. Xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây, kính dân Phật Quốc Lành đến Chư Tôn Đức Tăng, đến các vị chư thần chư thiên, tất cả chúng sinh ân thiên công đức, và kính dân đến Chư Tăng và kính gửi đến toàn thể nguyên mong tất cả được an lạc, được tấn quá trong Phật Pháp tha giá.
Nam mô Bụt Thầy, dạ chúng con kính tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã giảng dạy bài học hôm nay cho chúng con. Nha, bây giờ thì ở trên mà trong room mình không có thượng tọa Giác Đẳng. Không biết ngài có bị trở ngại gì không, thấy vô. Dạ, thưa vậy con xin kính cung thỉnh thượng tọa Pháp đang lên cầm mic đặt câu hỏi với chư tăng ở trong, tại vì con không dám thỉnh ở thượng tọa Tuệ Siêu vì ngài không được khỏe. Dạ, bây giờ con không biết sao nha, con xin kính cung thỉnh chư tăng cho một người đại diện lên để cầm mic. Dạ, Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh cầu sư phụ Pháp Đăng hoặc là sư phụ Pháp Tân xin cầm mic để đặt câu hỏi cho chư tăng trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin nhường mic lại cho chư vị. Nó thỉnh cho tăng cầm mic mà cứ thấy người này cầm rồi tới người kia cầm, sư đâu có cầm được đâu. Nó thỉnh vị khác. Thì hôm nay không có thượng tọa Giác Đẳng á, thì thường thường á thì cái vị giảng sư giảng sẽ thấy những cái điều để mà đặt vấn đề hỏi chư tăng. Còn nếu mà thượng tọa Tuệ Quyền không đặt vấn đề đó thì không đặt câu hỏi thì chúng tôi sẽ cầm mic để đặt câu hỏi. Thì bữa hôm nay mình học về hai pháp, một là chánh giác. Thì bây giờ con xin hỏi với thượng tọa Tuệ Siêu đó, chánh niệm sanh khởi lên có cái điều kiện nhân duyên để cho chánh niệm sanh khởi hay không? Nếu điều kiện nhân duyên để cho chánh niệm sanh khởi đó, thì cái điều gì là cái điều kiện mà để cho chánh niệm sanh khởi? Con thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu chia sẻ câu thảo luận số 1. Quý vị có nghe được không? Alo. Dạ, cảm ơn. Không biết thượng tọa Tuệ Siêu có nắm được cái câu hỏi của con hỏi không? Bữa hôm nay thì mình học hai cái pháp về chánh niệm và tỉnh giác. Thì con xin hỏi thượng tọa Tuệ Siêu đó, cái nhân cái duyên để cho chánh niệm tỉnh giác sanh lên, hay là mình chỉ cần ngồi đó thì mình sẽ có chánh niệm sanh khởi? Nó có cần cái điều kiện gì để mình có chánh niệm sanh khởi không? Nếu có điều kiện thì con thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu chia sẻ cho cái câu thảo luận số 1. Dạ, kính bạch trên cung kính để đến chư tăng, chúng tôi kính chào đến toàn thể chư quý tu nữ cùng chư phật tử. Và được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ xin hỏi trước nhất là chắc thượng tọa Pháp Đăng, chắc thỉnh sư phụ Tuệ Siêu nghỉ. Sư phụ Tuệ Siêu thấy có chư tăng thì qua lấy sư phụ nghỉ.
Dạ thưa thượng pháp đăng có mặt trước máy không ạ? Một Phật thượng pháp đăng đâu rồi? Vì thế thượng pháp đăng còn không ạ? Dạ một Phật kính thỉnh thượng pháp đăng có mặt trước máy không ạ? Sư phụ thì sư, nếu sư phụ có mặt trước máy thật với con thỉnh sư phụ trả lời một câu hỏi rồi sau đó thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ. Chắc sư phụ cũng có mặt trước máy rồi gì thỉnh thượng tọa pháp đăng rồi thỉnh một lần nữa xin thỉnh lại thượng tọa pháp đăng hoặc là đi cứ kính thỉnh thượng tọa pháp tăng. Để xin hỏi thượng tọa pháp tăng có mặt trước máy không ạ? Ủa đã ra câu hỏi rồi hả? Ủa Pháp Tăng đã ra câu hỏi như thế nào hả? Thỉnh mời ai ạ? À? Bởi vì chúng tôi vừa bước chạy ra ngoài một chút xíu, cái nào đi vào không có thấy im ru hết trơn. Vậy thì nếu vì nào tôi có đang hỏi vì nào thì xin thỉnh vì đó, vậy xin lỗi. Hello. Bây giờ một là thượng tọa tuyệt quyền điều họp, hai là pháp đăng điều họp. Thì bây giờ nếu mà pháp đăng điều họp thì pháp đăng hỏi thượng tọa tuyệt siêu đó, cái chánh niệm tỉnh giác sanh lên có nhân có duyên hay không, hay là mình ngồi đó rồi hay là mình ngồi đó rồi sẽ có chánh niệm tỉnh giác. Mà chỉ hỏi chánh niệm thôi, chỉ hỏi một pháp chánh niệm thôi. Chánh niệm sanh lên đó nó có nhân duyên hay không, hay là mình ngồi đó thì chánh niệm nó sanh lên. Vì nếu phải trả lời hết cái bài học rồi nên chỉ hỏi một phát, rồi khi trả lời rồi sẽ tìm cái câu để hỏi tiếp. Bây giờ nếu mà thượng tọa thì siêu không có mặt á, hay là thượng tọa thì quyền muốn điều họp đó thì thỉnh thượng tọa lên để thượng tọa cầm mic đặt câu hỏi. Còn nếu mà thượng tọa muốn cầm mic để đặt câu hỏi thì thỉnh thượng tọa. Còn nếu mà thượng tọa không thì bây giờ thì một là thỉnh thượng tọa tuệ siêu trả lời cho cái câu chánh niệm có nhân có duyên để nó sanh khởi hay không, hay là mình ngồi đó thì sẽ có chánh niệm sanh khởi. Giờ không có, còn hiện giờ thì cũng không thấy có thượng tọa đề siêu, không biết. Bây giờ chúng tôi thường thường xài cell phone thì giơ tay không có thấy quý vị, mình phải kéo qua bên kia mình mới thấy người giơ tay, chứ còn thật sự là không thấy. Còn nếu không thì thỉnh thượng tọa pháp tân, thượng tọa pháp tân có thể chia sẻ theo như cái bài học hôm nay. Thì vừa có một người nào đó hỏi thượng tọa bây giờ chánh niệm thì nói chánh niệm, những chánh niệm nó có cái gì, để cái điều kiện gì để cho sanh lên chánh niệm, nếu có chuyện gì để chánh niệm sinh khởi lên. Thỉnh thượng tọa pháp tân, nếu mà thượng tọa pháp tân không có mặt ở trước máy á, thì sẽ thỉnh đại đức pháp tính. Thì bây giờ giảng sư thì vào để tham gia thảo luận hoặc là điều họp. Nay giờ thỉnh các vị giảng sư, nếu vị nào có thì xin các vị hãy thảo luận. Còn nếu mà không có thì tính theo kiểu không có nữa, thì có lẽ là thỉnh thượng tọa tuyệt quyền sẽ cầm mic để điều họp. Vì chính thường thường á, nếu có thượng tọa giúp đẳng thì thượng tọa sẽ soạn cái câu thảo luận. Còn nếu không có thượng tọa giúp đẳng thì chư tăng sẽ thay phiên với nhau để mà trả lời, thay phiên để đặt câu hỏi. Thì không biết giờ bữa hôm nay thì không có thượng tọa giúp đẳng thì chư tăng chọn cách nào.
Bây giờ thì nghe nói rằng Thượng Tọa Pháp Tân đã có giơ tay rồi, tỉnh đại Đức Phật Thượng Tọa Pháp Tân thảo luận cái câu chánh niệm nó có nhân duyên để sanh lên hay là mình ngồi đó thì nó có chánh niệm nha. Thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tề Quỳ, Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, để Quý Thần, cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiên nam tín nữ. Qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng đó thì cái chánh niệm là yếu tố quan trọng cho một cái người tu tập thiền quán. Sự thật ra cái chánh niệm đổ cái sự kiên trì của một cái vị hành giả rất là nhiều. Như chúng ta được biết đó là cái yếu tố của chánh niệm tức là sự ghi nhận. Nó cho cùng là mình làm việc gì mình biết mình làm việc đó, mình ghi nhận trong từng khoảnh khắc ngắn nhất, cái đó được gọi là chánh niệm. Hay hoặc là mình ghi nhận các cái thọ của mình, hoặc là mình ghi nhận ở trong cái hơi thở của mình. Chúng tôi nghĩ rằng cái chánh niệm là một cái pháp mà mình cần phải ôn tập thường xuyên, liên tục thì nó mới có được. Còn nếu không thì mình bị thất niệm, không phải là mình ngồi mà mình có được, cũng không phải mình có được. Thật sự ra thì cái thiền định thì người ta cần ngồi một chỗ để người ta trú tâm trên đề mục. Còn chánh niệm thì bất cứ một cái quay nghi nào mình có thể ghi nhận được thì chánh niệm nó cũng cần phải có. Và thật sự ra thì trên phương diện thiền quán hay là thiền tuệ đó thì mình làm cái việc gì mình ghi nhận vô, mình ghi nhận cái việc đó. Chúng tôi nghĩ rằng ví dụ như bây giờ cái hơi thở của mình tùy vào mỗi người thôi, mỗi người có thể niệm về cảm thọ hay là mình niệm về cái quay nghi đi đứng nằm ngồi của mình, hoặc là mình, theo dõi cái hơi thở của mình, hoặc là mình mỗi cái cảm thọ của mình nó khởi lên á, mình biết được mình đang thọ khổ hay mình đang thọ ưu, hay là tâm của mình nó như thế nào trong bốn cái phạm trù mà một vị hành giả. Thì cái chánh niệm ở đây đó là nó là một pháp mà mình cần phải ghi nhận một cách thường xuyên. Bởi vì sở hữu niệm nói theo gì diệu pháp thì nó là một những cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Sở hữu tịnh hảo biến hành. Cho nên một cái tâm nào đó, tâm thiện nó sanh khởi lên thì phải có sở hữu niệm ở trong đó. Nhưng mà niệm nó trở thành cái sự thuần thục hay không, nó có thể lớn mạnh hay không, thì cái đó là mình cần phải tôi luyện. Tức là mình phải theo dõi, phải thường xuyên theo dõi. Cho nên là không phải là tự nhiên nó có được, mà cũng không phải ngồi lâu mà nó có. Mà nếu chúng ta ngồi lâu mà chúng ta không có trụ tâm, không có theo dõi được thì cái chánh niệm nó không thể có. Và lúc đó nó, thì cái tạp niệm nó vẫn có, nó vẫn hiện lên. Tạp niệm là sao? Chúng ta, nhưng mà chúng ta nghĩ đến những gì khác. Chúng ta nghĩ đến những gì khác. Không có ghi nhận những sự diễn biến của thân và tâm của mình. Thí dụ như một người mà theo dõi hơi thở, thì cái hơi thở nó ra vô, sự thật trong cái quán tính,
thì chúng ta hít vô rồi thở ra nó là tự nhiên, tự nhiên hả, mà nó theo cái hệ thống tuần hoàn tim chúng ta co đập đó, thì hệ thống tuần hoàn hơi thở ra vào nó là vốn là tự nhiên. Nhưng mà nếu như một cái người mà không có chánh niệm thì người ta không biết rõ được những chuyện đó, không biết rõ được những chuyện đó. Còn nếu một cái người mà có chánh niệm thì người ta ghi nhận được, biết hơi thở nó đang vô. Cái vô này nó không phải là chỉ nói là vô không, mà vô là nó vô đến mức độ nào cái người đó cũng phải biết ghi nhận, rồi nó mạnh nó yếu hay là hơi thở nó đang ra thì cái người đó mới có thể ghi nhận được. Và đến một lúc nào đó thì cái chánh niệm nó trở thành cái trí tuệ, trở thành cái tuệ. Nếu mà mình không có tập để ghi nhận ấy, thì cái như chúng ta được biết đó là nó sanh ra những cái trạng thái của một cái sự gọi là tạp tâm, tức là tạp niệm ở trong cái đời sống của mình. Mà hả, tạp niệm thất niệm thì nó đâu có định trụ được, hay là không có một cái sự được. Khi mà không có sự trú dẫn được ấy, thì cái việc tu tập thiền ấy, nó cũng khó có kết quả, nó cũng khó có kết quả. Như vậy thì cái việc mà chánh niệm là trạng thái mà một cái vị hành giả tu tập thiền cần phải ghi nhận theo dõi thường xuyên, chứ không phải đường không mà có, đường không mà có. Và cái việc mà mình tu tập á, là mình phải làm tới làm lui. Như trong kinh ví dụ là như là một cái người mà thổi cái ống hơi của cái thợ rèn vậy. Ngày xưa chúng ta dùng cái ống thục, người ta thục lấy thổi gió vô trong cái món đồ ngay chỗ đồ mà người ta định rèn á, và cứ làm tới làm lui. Nếu mà chúng ta chỉ đốt bình thường thôi thì cái món đồ nó cũng khó mà đỏ được, ví dụ như cái dao hay cái rựa gì đó không đỏ được. Nhưng mà nếu như chúng ta có gió, chút gió vô chút á, thì cái người mà rèn á, là nhiệm vụ của họ là thục cái ống hơi đó là một cách thường xuyên, làm đều đặn, làm hoài. Cho nên đến một lúc nào đó thì cái đỏ lên, và khi món đồ nó đỏ lên rồi á, thì người ta mới có thể rèn được cái theo ý của người ta được. Cái món đồ đó ta rèn theo ý của người ta được. Thì cũng như vậy, người mà thuộc ống hơi nó giống như cái người mà luyện cái tâm của mình á, mà chánh niệm á, thì cũng phải vậy đó. Tức là sự ghi nhận, ghi nhận một cách thường xuyên, đều đặn, rồi mình làm, cứ làm nhiều lần và nhiều lần, làm tới làm lui. Thật sự ra thì cái khuynh hướng tự nhiên của tâm chúng sanh phàm phu thì bị tạp niệm. Tạp niệm tức là mình cứ nhớ chuyện đông chuyện tây, chuyện trước chuyện sau gì đó, nó không có trụ tâm được, không có ghi nhận được. Nhưng mà nếu mà một cái người có chánh niệm ấy, thì người ta có thể là có cái ghi nhận đó, chứ người ta không ghi nhận là không được. Thì cái việc mà ghi nhận là một cái yếu tố làm tới làm lui liên tục, thở vô thở ra, vô dài thở vô ra, dài thở vô ngắn thở ra ngắn, phải biết rõ như vậy. Thì cái chuyện mà hơi thở là có gì, nhưng sự thật ra đó là mình mượn hơi thở để mà mình giữ cái tâm của mình, đặc biệt là nhờ có cái chánh niệm, tức là mình phải có cái ghi nhận. Ở đây chúng tôi đang nói về niệm thân, chúng tôi hơi thở ra, hơi thở vô, rồi ra dài, vô dài, ra ngắn, vô ngắn,
rồi với cái sự tinh tấn đó mình phải, nó phải có cái sự miệt mài, nó có một cái sự chuyên tâm vô cái điều đó, thì mình mới có thể giữ được cái mức độ chánh niệm nó được lớn mạnh ấy, thì mới có thể sanh được tuệ. Còn nếu mà chánh niệm nó không có lớn mạnh ấy, thì không thể sanh được tuệ được. Mà tuệ đó tức là tuệ mà thấy được cái gì, cái sự sanh diệt của danh và sắc, của thân và tâm của mình, sanh diệt của thân và tâm. Thì ở tâm á, thì nó có bốn cái thành phần danh quẩn, là thọ, ta niệm thọ đó, rồi tưởng, hành và thức. Thì tưởng, hành và thức thì nó thuộc về tâm, thuộc về tâm. Như vậy thì thọ nó cũng thuộc về tâm, nhưng mà hành và thức thì nó cũng chỉ cho, nếu mà mình nói trong vi diệu pháp thì hành nó tức là 50 sở hữu, trừ sở hữu thọ ra thôi, trừ sở hữu tưởng, 52 sở hữu mà trừ ra sở hữu thọ, trừ hữu tưởng, thì còn 50 sở hữu còn lại là hành quẩn. Còn thức quẩn là 121 tâm. Như vậy thì cái người mà niệm thân, có nghĩa là niệm về các cái quay nghi của mình, hay hoặc là niệm về hơi thở của mình, đặc biệt là như vậy, thì lâu ngày chạy tháng thì mới có thể là cái niệm của mình nó vững mạnh, thì mới có thể là nó sở sanh tuệ được. Tuệ trong tuệ minh sát, tuệ mà thấy được cái sự sanh diệt của danh sắc, với vai trò, với trách nhiệm của vai trò của một cái vị tu tập thiền quán là như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình làm cái việc gì á, ở những cái việc khác á, thì thật sự ra là mình còn phải làm tới làm lui, giống như người ta học võ hay là người ta văn gì cũng vậy, người ta cũng phải tập tới tập lui, người ta phải làm cái đó nó thuần thục, thì người ta mới có cái kết quả của trong cái việc mà tập luyện của người ta. Thì cái người tu á, đặc biệt là người tu tập quán á, thì cái việc mà tập cho mình có một cái đời sống chánh niệm thì chúng tôi nghĩ rằng mình phải làm liên tục, giống như là một cái người thợ rèn mà thổi ống hơi vậy. Người ta thổi ngay cái món đồ đó, và rồi nhờ lửa, nhờ gió thổi vô một đến khi nào mà cái miếng kim loại đó nó đỏ, người ta mới kéo nó ra, người ta đập thành cái rửa hay là cái búa, cái dao vậy đó, thì người ta thích đập theo cái món gì đó theo ý của họ. Mà cái thời gian tôi luyện có nghĩa là họ phải thổi lửa một cách thường xuyên, thổi gió một cách thường xuyên, lửa một cách đều đặn, thì họ mới có thể lôi cái miếng kim loại đó ra, họ đập như cái thành cái món đồ như ý của họ được. Chúng tôi nghĩ là như vậy, chứ chánh niệm không thể tự nhiên mà có, mà cần phải có cái sự quân tập. Mà chánh niệm tức là cái mà ghi nhận, còn tỉnh giác đó là cái biết rõ, ghi nhận vô ra, biết rõ là cái mà mình biết nó vô ra đó. Biết nó vô ra, ghi nhận một cách đều đặn vô ra, hay là biết rõ những cái cách vô ra của thở, các cái cảm thọ của hơi thở, các cái cảm thọ của tâm mình như thế nào mình biết rõ, hay là sắc thân của mình cảm thọ khổ như thế nào, cảm thọ lạc như thế nào, thọ ưu như thế nào, thọ ý như thế nào, và thọ sắc như thế nào. Thì cái nhiệm vụ của một cái vị hành giả là giống như mình đặt niệm ở trong một cái đề mục nào đó, thì đặt niệm tức là ghi nhận trong một cái đề mục là hơi thở, hay là đề mục quan nghi, hay là đề mục cảm thọ, vân vân. Chúng tôi xin có cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi của Thượng tọa Pháp Đăng. Bây giờ kính thỉnh lại. Yeah.
sa thú và sa thú hoàn toàn. Thì vì muốn đặt câu hỏi vậy thì chúng ta thấy rằng trong bài kinh Đại Niệm Xứ đó thì có nói cái phương pháp mà làm cho niệm viên mãn đó. Thì quý vị biết rằng niệm mà được viên mãn đó là do bốn niệm xứ được viên mãn là một cái vị đó phải vào một cái chỗ thanh vắng, rồi ngồi kiết già đặt niệm. Thì thường thường có một lúc mà sư trưởng hay dạy cái đặt niệm đó, thí dụ mình không thể nào thở một lượt mà hai cái lỗ mũi mình đặt niệm được hết, mình chỉ đặt niệm một chỗ thôi, mình đặt niệm ở một cái lỗ mũi thôi. Tại vì nếu mà hai cái lỗ mà thở ra như vậy mà đặt niệm hai chỗ đó thì cái niệm nó không sanh khởi. Và thường thường đó thì thân căn nó sanh khởi chỗ nào đó, thì thân thức cái thân căn khi chỗ nào đó thì cái thân thức nó sanh khởi. Và khi đặt niệm đó, thì mình biết được cái thân căn đó, nó do cái cảnh xúc đụng vào cái lỗ mũi mình. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái thân căn chúng ta theo vi diệu pháp nó nằm khắp chua thân. Nhưng mà khi mình đặt chỗ nào, ví dụ thường thường mình đặt niệm ở ngón tay đó thì mình rờ vào cái mục ruồi đó, thì cái ngón tay chúng ta nó trở thành thân căn, cái mục ruồi nó trở thành cảnh xúc. Mà mình ghi nhận như vậy là do niệm mà ghi nhận được cái mục ruồi là cái mục ruồi là cảnh xúc. Tuy rằng cái mục ruồi nó mọc trên mặt chúng ta, nhưng mà lúc bây giờ chúng ta đặt niệm ở nơi ngón tay, chúng ta rờ vào cái mục ruồi. Còn thường thường nếu mà chúng ta đặt niệm ở thí dụ cái thân chúng ta đó, mà gió nó thổi vào đó, mình cảm nhận được cái gió nó thổi vào cái thân thức nó, thì cái đó thân căn nó sanh khởi và đặt niệm ngay chỗ đó. Nói tới điều này thì quý vị biết rằng một cái người tu tập đó mà có đặt niệm đó phải kinh nghiệm, quý vị phải kinh nghiệm, cái kinh nghiệm biết được cái thân căn, biết được cảnh xúc, biết được thân căn và thân thức sanh khởi chỗ nào khi mình đặt niệm. Chứ còn nếu mà mình thường thường quý vị biết rằng mình ngồi thiền đó mình mới đặt niệm được, chứ còn mình đứng đi đó thì mình ghi nhận thôi, mình ghi nhận cái bước chân mình đạp và bên chân phải chân trái mình ghi nhận thôi, chứ mình đặt niệm nghe hơi thở thì mình sẽ bị té, quý vị. Có nghĩa là mình đặt niệm theo cái hơi thở lỗ mũi không được. Lúc mình đi như vậy đó mình chỉ niệm cái sự xúc chạm của thân thôi, nó cũng gọi là đặt niệm. Nên trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, thì Đức Phật ngày dạy đó, cái vị tỳ khưu đó dù là mang y mang bát, đại tiện tiểu tiện, đi đứng nằm ngồi, ăn uống nhai nuốt nếm đó, đều chánh niệm tỉnh giác đó. Thì vì chúng ta biết rằng á, nếu mình mà có học vi diệu pháp đó, thì thân căn nó nằm khắp chu thân. Nhưng mà khi mình đặt niệm chỗ nào, đặt niệm chỗ nào, thí dụ mình đi á, mình đặt niệm ở cái bàn chân, thì khi mà xúc chạm vậy mình ghi nhận đó, thì cái thân căn sanh khởi, thì thức sinh khởi mà đặt niệm như vậy đó là mình có chánh niệm. Mình có chánh niệm ghi nhận được cái thân căn nó, thân thức nó sanh nó diệt, nó sanh lên nó diệt đi, sanh lên diệt đi như vậy. Chứ còn nếu mình ngồi thiền mình đặt niệm đó, mình phải đặt niệm chỗ nào niệm nó mới sanh khởi, chứ còn mình không biết đặt đó, thì niệm nó cũng không có sanh khởi. Bởi vì niệm sanh khởi là do mình có biết được niệm nó sanh khởi, nó xúc chạm, như cảnh xúc nó xúc chạm vào cái chỗ nào, lỗ mũi của mình. Bình thường quý vị thấy lúc đương thời sư trưởng giảng, sư trưởng hay dạy là mình đặt niệm ở lỗ mũi bên phải hay bên trái, ở trên hay ở dưới. Thí dụ mình đặt cái niệm ở trên cái dành mũi đó, thì mình thấy hít hơi thở vô nó xúc chạm vào đó, thì mình ghi nhận được đó gọi là niệm sanh khởi. Chứ còn không thể nào mình đặt đồng loạt hai cái lỗ mũi mà mình thở ra thở vô như vậy đó mình đặt niệm được, tại vì hai cái lỗ mũi mình không có song thông tâm mình thôi. Nên thường thường mình đặt niệm chỉ đặt một chỗ thôi. Và trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, để viên mãn cái phần niệm đó, mới nói mình dạy mình niệm vào cái hơi thở vô, biết vô mà biết ra, tất nhiên là nó có phải có xúc chạm gì, nó xúc chạm vào ở chỗ nào để nó vô, xúc chạm chỗ nào mà nó ra, và mình ghi nhận cái sự xúc chạm của hơi thở vô nó xúc chạm như thế nào, và hơi thở ra nó xúc chạm như thế nào. Thường thường hơi thở vô thì nó mát, nó lạnh, mà hơi thở ra thì cái hơi nó nóng. Vì trong người chúng ta cái hơi thở mà trong thân chúng ta mà chúng ta hà ra nó nóng. Nên cái vị đó cũng cảm nhận được cái nóng và cái lạnh. Cái nóng có nghĩa là hít hơi thở vô nó mát, nó giống như lạnh vậy đó. Rồi mình thở ra thì cái hơi nóng.
và nó xúc chạm ở cái vùng da mũi. Mình phải cảm nhận được cái xúc chạm vùng da mũi, và mình chỉ có đặc niệm như vậy đó thì mình mới diệt được tham ưu ở đời. Cái nghĩa là tham là một cái sự ưa thích, ưu là cái sự bường bực. Thì mình ngồi mà mình có đặc niệm được như vậy đó, mình thấy được cái hơi thở nó sanh vào, sanh khởi, và từng cái hơi thở vào hơi thở ra, hơi thở vào dài biết dài, ngắn biết ngắn. Thì ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ cũng cho chúng ta biết rằng khi mà chúng ta mới ngồi vô á, thì cái hơi thở chúng ta dài, vì có thể là chúng ta mệt đó, hay là chúng ta vận hành cái thân chúng ta nhiều đó, thì cái hơi thở nó sẽ dài. Nhưng mình ngồi im một hồi á, thì hơi thở mình nó ngắn, nó không có dài nữa quý vị. Quý vị thử coi, quý vị mà có tu á, thì quý vị mới biết rằng cái bài kinh Đại Niệm Xứ được Phật ngày dạy á, để cho cái người tu. Và khi mình chỉ có khi nào chúng ta tu á, thì chúng ta mới biết được cái hơi thở. Tại sao mình ngồi vô thì hơi thở nó dài hơn, mình niệm một hồi thì hơi thở hơn. Nếu mà nói theo khoa học thì khi mà chúng ta vận hành nhiều đó, cái nhiệt huyết ở trong người chúng ta, cái hơi thở nó cũng nhiều hơn. Nhất là khi mà chúng ta đi đâu xa về đó, chúng ta ngồi xuống thì cái hơi thở nó rất là hỗn hển, thì lúc bây giờ hơi thở nó rất là hỗn hển. Nhưng mà một hồi nữa mình ngồi yên chừng khoảng 15-20 phút mà mình chánh niệm đó, thì cái hơi thở bắt đầu nó yên, nó yếu đi từ từ, mình gọi là hơi thở ngắn đó. Nên cái người tu tập đó, khi mà dù là hơi thở dài hay thở ngắn đó, vì đó cũng vẫn biết là khi mà cái thân hành của mình đó, cái thân hành mình là hơi thở, thì cái thân hành của mình mà do mình vận hành nhiều đó, cái thân hành của mình máu huyết đó, nó cũng như mình nói là nhịp tim đập lẹ hơn, hơi thở nó nhiều hơn. Còn khi mình ngồi yên lại thì cái nhịp tim nó đập ít hơn và cái hơi thở nó ít hơn. Nên thường thường quý vị biết rằng ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ có nói rằng mình làm cho chánh niệm nó vững mạnh đó, là mình mới tu như vậy đó, nhưng mình tu mình ngồi hồi đó nó dễ bị hôn trầm thị miên. Nên thường thường quý vị biết rằng một người mà ngồi tu đó, một hồi nó sẽ buồn ngủ. Thì cái sự buồn ngủ là cái sự đầu tiên, vì nó dụng tâm mà cần tinh tấn để dụng tâm lên đó, để diệt cái hôn trầm thị miên. Chứ còn thường thường quý vị biết mình ngồi vô như vậy đó, thì mình từ cái hơi thở nó hỗn hển đó, hơi thở nó yếu đó. Và khi hơi thở yếu đó, mình bắt đầu mình sẽ bị hôn trầm thị miên. Nên lúc bây giờ mới nói rằng một cái người mà muốn làm cho niệm viên mãn đó, là người đó phải tinh tấn. Nghĩa là tinh tấn là dụng tâm á, dụng tâm, nâng tâm lên. Chứ còn lúc bây giờ tâm của chúng ta mà mới tu đó, thì cái niệm chúng ta nó không có mạnh đó, và cái tinh tấn mà nó yếu đó, thì hồi nữa cái tâm chúng ta nó chìm xuống, gọi là nó bị hôn trầm thị miên đó, nó chìm xuống. Khi một cái nhiệt huyết, cái hơi thở chúng ta nó yếu từ từ đi đó. Nếu mình không có dụng tâm đó thì hồi nữa sẽ bị buồn ngủ. Quý vị nào có ngồi tu thiền thì quý vị sẽ biết được cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà Đức Phật này nói đó. Mà chỉ cái khi nào mình tu thiền mình mới biết được thôi, chứ còn mình không có tu đó thì mình chỉ đọc qua thôi, chứ còn mình không có thấy được cái lời dạy của Đức Phật. Thôi thì bây giờ chúng tôi xin đặt một cái câu hỏi nữa. Bây giờ thì Thượng Tọa Pháp Tân đã trả lời niệm niệm nó sanh khởi, thì Thượng Tọa Pháp Tân đã trả lời rồi. Bây giờ chúng tôi muốn hỏi Đại Đức Pháp Tính. Thường thường đó thì thật sự đó, mình ngồi thiền á, mà mình ngồi thiền để mình thấy tuệ đó, mình thấy như thế nào mình gọi là mình thấy là có tuệ? Tại vì ngồi thiền ai cũng ngồi thiền hết, nhưng mà ngồi thiền để thấy tuệ được á, nó phải thấy được cái gì mà gọi là thấy tuệ? Nếu mà được thì xin thỉnh một là Đại Đức Pháp Tính, nếu có trước máy thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính thảo luận. Còn nếu Thượng Tọa Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính không có thì sẽ thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền, vì đang xài cell phone nên không có thấy có vị giơ tay. Thì chính thôi, thì vị này không trả lời thì vị khác trả lời giùm. Xin thỉnh chư Tăng. Ngồi chờ Thượng Tọa Tây Quyền có đưa tay hay không,
Ông thấy thượng tọa Tây Quyền đưa tay thì do vậy chúng con đưa tay. Chúng con lúc nào cũng kính kính thượng tọa Tây Quyền để thượng tọa Tây Quyền trả lời trước. Mà thượng tọa không có giơ tay. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Pháp Tăng, thượng tọa Minh Hành cùng chư tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu hỏi của thượng tọa Pháp Đăng vừa nêu lên thì thật sự ra đối với đời sống của chúng ta do chúng ta bắt cảnh tục đế riết nó quen rồi, và mình là bản tục đế nó quen rồi, thành ra nó nếu mà nói mà ngồi thiền á, để mà bằng cái trí tuệ nó sanh lên á, để thấy pháp á, thì phải nói rằng nó rất là khó, nó rất là khó. Mà chưa nói đến là có những người á, người ta không biết là do thầy tổ người ta dạy hay là do cái sự suy nghĩ của người ta. Cũng như mới ở đây có người người ta đi đến, người ta trình bày cái phương pháp và hành thiền của người ta đó là do một cái vị đó dạy. Đang ngồi thiền đó thì nếu mà mình bị ngứa thì mình kêu là ngứa ơi hãy niệm Phật với ta. Thành ra quý vị biết chúng tôi ngồi mà chúng tôi nghe cái người đó người ta trình bày cái phương pháp đó chúng tôi phải nói rằng là không thể nào mà nhịn cười được, không thể nào mà nín cười được đó quý vị. Ví dụ như cái người đó nói rằng cái phương pháp hành thiền của họ đó, ví dụ như giờ họ ngồi thiền mà hãy họ bị ngứa thì họ sẽ niệm là ngứa ơi hãy niệm Phật với ta, còn hãy mà bị nhức thì nhức ơi hãy niệm Phật với ta, mà hãy mà đau thì ta niệm là đau ơi hãy niệm Phật với ta. Thành ra nó quý vị thấy rằng không có cái gì mà chúng tôi thấy là không có thấy một cái gì gọi là vô thường hay khổ vô ngã, hoặc là không có một cái gì mà gọi là nói về ở trong cái phương pháp thiền hết quý vị. Vậy thì đối với khi mà tu tập về thiền trước nhất là chúng ta phải có cái sự mà mình xác định là mình xác định, ví dụ như mình tu tập về thiền chỉ cha ná samathi thì mình phải hiểu cái thiền chỉ là để chi, để làm cho chúng ta định tâm trên đề mục một cách liên tục, thì chúng ta gọi đó là chúng ta tu tập thiền chỉ. Thì mình biết được cái công năng và mình hiểu được cái phương pháp đó thì mình mới tu tập, mình tu tập thì mình mới hiểu được là hoặc là mình mới cảm nhận được là cái tâm của mình nó có định hay không, mà nó có định được trong một giây nào hay không, hoặc là trong một cái hay không, hoặc là mình học thêm nữa thì mình biết rằng là trong sát na định hoặc là cận định hoặc là an chỉ định vân vân, thì mình tu tập như vậy đó thì mình mới một ngày nào đó mình mới phát hiện ra được là mình có cái sự định tâm hay là không định tâm. Thì trước tiên là chúng ta phải biết về cái công năng của thiền hoặc là trạng thái của thiền đó. Rồi thí dụ như bây giờ chúng ta tu tập về thiền quán thì để chi, chúng ta tu tập về thiền quán để chi, hay là cha ná vipassana có nghĩa là chúng ta tu tập thiền quán để trí tuệ nó sanh lên, mà trí tuệ này đó nó sanh lên để mà nó thấy cái gì, nó thấy các pháp là vô thường, vô khổ, vô ngã. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà ở trong những cái bài kinh Đức Phật dạy, thí dụ như mình quán về các sắc đi, các sắc, sắc quẩn đi, thì sắc quẩn nào dù xa hay gần, thô hay tế, đẹp tốt hay xấu, vân vân, các cái sắc đó nó đều có cái tính chất vô
thường đổi có cái sự mà hoại tiêu đó, thì quý vị thấy rằng vậy thì dựa theo đó mà khi mà chúng ta tu tập về thiền quán mà chúng ta thấy được thấy được cái pháp đó nó là vô thường, hoặc là chúng ta thấy được cái pháp đó là khổ, thì coi như là chúng ta mới gọi là cái trí tuệ để mà nó sanh lên. Còn bình thường mà chúng ta tu tập mà chúng ta thấy rằng thí dụ như là mình cứ ngứa ơi hoặc là đau ơi này kia, thì thường thường á, nhiều khi nó rơi vào cái sự chấp thú nữa, nó rơi vào cái sự chấp thú nữa, chứ đừng nói chi mà tuệ quán phát sanh. Khi nào mà mình thấy chư hành là vô thường thì khi đó là trí tuệ mới sanh lên được. Mà vậy thì ở trong cái sự tu tập đó, thiền quán, hoặc là chúng ta tu tập để mà tuệ trí tuệ mà nó phát sanh lên đó, thì đối với cái chúng ta phải có cái phương pháp chúng ta phải có phương pháp chúng ta tu tập. Thì dù cho chúng ta tu tập khởi đầu là thiền định hay là thiền quán gì cũng vậy, nhưng mà nó phải có cái công thức hoặc là chúng ta phải có cái đường lối chúng ta tu tập. Thì chúng ta có được cái đường lối đó, có được cái công thức đó, thì lâu ngày với cái sự tinh tấn của chúng ta lâu ngày, trí tuệ nó mới phát sanh, chứ không phải là một ngày một bữa, không phải là một ngày một bữa. Mà đối với bây giờ bất cứ một cái đề mục gì đó chúng ta tu tập thì dần dần chúng ta phải đưa nó vào cái khung chúng ta đưa nó vào cái khung. Thì thí dụ như là một người mà tu tập về thiền quán đi, đưa nó vào cái khung là như thế nào? Chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc đời này đó, cái gì nó cũng nằm ở trong cái gì nó cũng nằm ở trong danh pháp và sắc pháp, hoặc là cái gì nó cũng nằm ở trong ngũ uẩn đó. Thì bất một cái đề mục nào đó mà chúng ta đang tu tập thì dần dần chúng ta phải đưa nó vào cái khung của danh pháp hoặc là sắc pháp, hoặc là chúng ta đưa nó vào cái khung mình phân tích ra cái này thuộc về sắc uẩn hay là thọ uẩn hay là tưởng uẩn hay là hành uẩn hay là thức uẩn đó, chúng ta đều đưa nó vào ở trong cái ngũ uẩn hoặc là danh pháp sắc pháp. Thì coi như là lâu ngày đó thì chúng ta mới có cái trí của mình nó sanh lên, nó nhận định được là đối với cái này nó thuộc về sắc, mà hễ mà sắc thì nó luôn luôn nó sẽ bị biến hoại, đổi thay theo thời gian, theo thời tiết, hoặc là theo những cái sự vận hành vân vân, nó đều bị sự đổi thay hết. Thì đó là chúng ta thấy được bằng cái trí tuệ. Còn bây giờ mà chúng ta tu tập với một cái tâm mà chúng ta thấy ra cái gì thì nó cũng thường hết, cái gì ở trên thế gian này cái gì nó cũng thường hết, mà cái gì nó cũng lạc hết, là coi như là chúng ta rơi vào cái điều đó, nó không phải, không những là không có trí tuệ mà nó còn đem đến cái sự tán loạn tâm của mình, hoặc là rơi vào những cái tà kiến chấp thường, chấp còn, hoặc là chấp đòn. Thành ra những cái trường hợp đó nó không thể nào mà nó đi vào được ở trong cái trí của mình sanh. Vậy thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu ra đó, thì nếu mà nói theo cái người mà có ác gì đàm á, thì coi như là khi nào mà người ta thấy được đối với danh pháp và sắc pháp, hoặc là các pháp nó luôn luôn nó bị biến đổi, đó là cái sự vô thường, hoặc là những cái pháp đó nó mang cái tính chất khổ hoặc là vô ngã, thì lúc đó mới gọi là cái trí tuệ của cái người đó sanh. Còn nếu mà mình thấy ngoài những cái điều này thì coi như là lúc đó cái trí của mình nó chưa có sanh lên được. Có nghĩa là cái trí ở trong cái sự tu tập về thiền nó chưa có sanh lên được. Đây là những cái ý con được đóng góp qua câu thảo luận mà Thượng Tọa Pháp Đăng đã nêu. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng hay là vị nào đang điều hợp trở lại với lớp học. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, cảm ơn. Cảm ơn Liệu Pháp Tính đã chia sẻ cho cái câu hỏi về tuệ sanh khởi. Bây giờ thì muốn hỏi Đại Đức Nguyên Thông một câu. Thì Đại Đức Nguyên Thông, thường thường đó thì một cái người tu niệm xứ đó, thì niệm và tuệ đó thì đều có nghĩa là bổ túc cho nhau. Bởi thường thường thì cái tâm thiện hợp trí đó, cái tâm thiện hợp trí nó làm được 10 việc. Ở trong đó có việc mà tu thiền, ở trong đó có thiền chỉ, thiền quán, thì cũng nói đi về cái tâm thiện hợp trí tu thôi, chứ không phải cái tâm khác. Thì muốn hỏi Đại Đức Nguyên Thông á, ví dụ một cái người mà mình nói rằng tu quán 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 thân đi, thì nếu mà quán thân như vậy đó, thì người đó mà nếu thấy niệm mà thấy như thế nào ở trong cái quán thân, còn thấy tuệ là thấy như thế nào trong quán thân? Tại thật sự khi mình nói đến tâm thiện hợp trí làm việc Phavana đó, là tu tiến thiền chỉ thiền quán chỉ là tâm thiện hợp trí thôi. Còn những cái trí mà mình nói nó sanh khởi lên như là trí trong sắc giới hay vô sắc giới đó, thì trí đó là trí trong tâm thiền sắc giới, tâm thiền vô sắc thì mình không nói tới. Nhưng mà chỉ nói đến một cái người mà đặt niệm, có khi có niệm rồi đó, thì họ niệm trong trong sắc á, ví dụ như là hơi thở cũng là niệm 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 thân nhá, rồi niệm tứ đại cũng là niệm thân, rồi niệm 32 thể trược cũng là niệm thân, niệm tiểu quan nghi, co tay duỗi tay cũng là niệm thân, niệm hài cốt, niệm tử thi cũng là niệm thân. Thì giờ muốn hỏi Đức Nguyên Thông á, ví dụ như bây giờ có một người nào nói thì Đức ơi dạy cho con tu niệm thân đi, thì giờ để Đức Nguyên Thông á, làm sao cho người đó có thể, mình chỉ nói đến một cái phương pháp tu thôi, nhưng mà người đó họ có thể để thấy được niệm mà thấy được tuệ, cái nghĩa là người đó tu với đúng là cái tâm thiện hợp trí để tu đó, thì thỉnh đại đức Nguyên Thông chia sẻ chút xíu đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con tuân lệnh Sư Phụ trình bày một phương pháp nào đó như về niệm thân, để cho cái người hành giả khi nghe biết thì sẽ thấy rằng cái thân này là vô thường và bất tịnh. Thì nếu mà cái người nào hỏi con xin chỉ cái phương pháp niệm thân, thì con hỏi thì con sẽ trình bày như thế này. Thì khi mà mình nằm ở trong bụng của mẹ, khi mà mới thụ thai đó, thì mình đâu có biết gì được cái gì. Nhưng mà khi mình được sinh ra, rồi mình được lớn lên, thì cái từ có một cái tế bào ở trong cái bào thai của mẹ mình, rồi nó sanh lên, rồi nó lớn lên theo những cái tuần lễ mà Đức Phật đã giảng dạy mấy tuần, thì có mắt tai mũi lưỡi thân ý, rồi khi mà 9 tháng 10 ngày thì mình ra nhỏ nhất, rồi khi mà mình lớn lên trong bụng, rồi mình sanh ra, rồi từ 1 tuổi 2 tuổi 3 tuổi, thì điều đó cho thấy rằng cái thân của chúng ta nó từ nhỏ mà nó lớn. Rồi khi mà lớn đến già, đến cái tuổi 81 tuổi như ông Nguyên Thông, như con đây bây giờ, thì đang ở đây, rồi nay mai sẽ chết đi. Thì cái điều kiện này, cái sự việc này nó xảy ra cho tất cả mọi người, mà nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ thấy cái thân của chúng ta nó lớn lên, nó vô thường. Rồi mà cái thân của chúng ta ở đây, mình nhìn vào cái thân thể mình thấy có những cái chỗ mà nó không được sạch sẽ, thì mình phải tắm rửa. Còn không có tắm rửa thì nó sẽ sạch sẽ, nó không được sạch sẽ, nó sẽ hôi đi. Và mình thấy rằng mình ăn rồi mình uống, thì mình có đi tiêu đi tiểu, thì tất cả những cái điều đó là nó chứng tỏ rằng trong thân của chúng ta đã có những cái điều bất tịnh như vậy. Thì mình thấy rằng cái thân của con người chúng ta bất tịnh, và chẳng những như vậy mà trong đầu óc của chúng ta đó, thì không, nếu mà không có học Phật pháp
thì bao nhiêu là những cái mưu mô, bao nhiêu cho mưu kế, bao nhiêu những sự mà hiềm hận với tất cả mọi người, thì nó đầy chứa đầy những cái ác ác tâm xấu tánh. Thành ra mình thấy rằng nếu mà mình quán sát về cái vật chất thì cái thân nó lớn lên rồi nó đổ mồ hôi rồi nó bài tiết, thì tất cả những điều để cho thấy rằng nó vừa vô thường vừa bất tịnh, bờ nó vừa xấu xa về vật chất, về cái bản thân có con người mình, và cái tâm của người mình ở trong cái thân này nó cũng không phải là lúc nào cũng thánh thiện. Vì vậy cho nên cái vấn đề mà tu tập của cái thấy điều đó thì chỉ có một con đường duy nhất là nghe theo lời Đức Phật giảng dạy để mà tu tập. Mà tu tập ở đây là gì? Tu tập ở đây thì có hai cái phần. Một phần là thiền định, là samatha, để đạt đến cái samathi, là cái chỗ mà cận định, cái định đó. Mà nếu mà cái định đó mà Đức Phật giảng dạy là phải là một cái vô gián định, thì cái nỗ lực chúng ta mới thâm hậu. Vì sao? Là vì về cái bản chất của cái tâm của chúng ta nó vô thường, nó vô thường, mà mình phải luyện tập cái tâm nó định lợi theo cái sự ý muốn của chúng ta. Bởi vì ý muốn của chúng ta khi mà không đủ mạnh thì chúng ta không đạt được cái vô gián định. Cho nên là chúng ta phải tập. Vì tập như vậy cho nên chúng ta mới có là cái sự định. Khi mà có sự định rồi thì chúng ta mới có được cái sự mà suy nghĩ để quán sát qua bên cái thiền quán Vipassana. Kính thưa sư phụ, cái vấn đề mà tu hành ở đây nói là nói như vậy, nhưng mà phải là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Bây giờ thì có thể nói là cái mà vô gián định là con chưa có, mặc dầu cái tu hoài mà chưa có, là tại vì già rồi. Thì ngồi thêm một tiếng đồng hồ thì thấy bắt đầu là mệt mỏi rồi, nửa tiếng nữa là thấy mệt rồi. Chứ sự thật ra nghe sư phụ giác đẳng nói là một ngày phải 7 tiếng rưỡi thì mới là có kết quả, chứ mà dưới cái số đó thì không có kết quả được. Nhìn mà con không tập nổi đến 7 tiếng rưỡi, có nhiều lúc là được 6 tiếng. Nghĩa là một ngày đó, tu hành nó được ngồi lần 3 lần, 4 lần. Cho nên là cái vấn đề mà tu hành ở đây đó, thì nó phải là một cái sự trì trí quyết tâm. Người mà không có trì trí, không có quyết tâm thì không có sanh khởi điều gì cả. Mà có cái trì trí quyết tâm thì mai ra mới được là vô gián định. Rồi từ vô gián định rồi lúc đó mình mới thấy được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi nếu có thể đắc được những cái quả, những cái quả đó, thì sách vở nó nói nó giảng dạy như vậy thì do cái thiền định mà ra. Vì nên cái thưa sư phụ, về cái lĩnh vực này thì con chỉ biết đến đó thôi. Con trình bày là muốn tu hành thì phải có quyết tâm, hạ thủ công phu. Mà hạ thủ công phu thì mình phải chiến đấu với mình. Chúng ta sẽ không bao giờ có thiền định khi mà chúng ta không tu. Bởi vì cái người tu thiền đó, thì phải đặt cái thời gian mình tu lúc nào. Thì cái hay nhất đó, là trước khi đi ngủ và mới vừa ngủ dậy. Đó là hai cái lần mà mình nhớ mình đã làm đó. Rồi lúc trưa trong ngày đó, mình phải đặt ra một cái thời điểm nào để mình tu thời điểm vậy, để mình tập cho cái thân của mình nó có những cái tiếng Anh nó gọi là cái body clock, tức là cái đồng hồ của thân xác mình. Thí dụ mình tập là trước khi ngủ là mình ngồi thiền, rồi thức dậy mình ngồi thiền, rồi sau khi ăn cơm mình ngồi thiền, thì tất cả những cái giờ đó thì mình nhớ, thì tự nhiên là nó sẽ trở thành cái thói quen. Và khi cái thói quen đó thì mình sẽ có thể là cái đã tập trung được những cái năng lực và cái tư tưởng chúng ta để chúng ta ngồi thiền, để có thể đạt được là vô gián định. Ngồi thiền mà không đạt được vô gián định là coi như không. Là bởi vì cái tâm của chúng ta là tâm tâm vô thường. Khi mà ngồi thiền vậy cái nhớ nay đi chợ, mai mua cái này, mai đi cái kia, rồi chuyện này chuyện nọ, mà không có cái vô gián định thì cái ngồi một đống ở đó nhưng mà cái tâm nó nhảy lung tung thì đâu phải là ngồi thiền. Vì vậy cho nên
Nói thì rất là dễ, nhưng mà thực hành thì không phải là dễ dàng. Đó là những điều mà con thấy là con đang ở trong cái tình trạng đó. Vì vậy cho nên xin trình bày là nói tu hành thì rất dễ dàng, nhưng mà đó là mình và cái mục đích mình nó còn xa vời thâm thẳm, mặc dầu mình đã biết cách đó. Vì vậy cho con xin trình bày đến sư phụ biết là muốn giảng dạy cho người nào biết cách niệm thân thì quan sát cái thân của chúng ta, quan sát cái thân của chúng ta, quan sát cái thân của chúng ta để thấy gì? Để thấy cái thân này là bất tỉnh, là mình rờ trong nách, mà trong những cái chỗ nào thì thường mình thấy là nước thì nó chảy ra, mồ hôi thì nó chảy ra, là không có thơm tho tí nào cả, phải giờ phải tắm rửa đó. Rồi khi mà đi tiểu, đi tiêu thì bắt buộc phải là vậy. Thì cái thân này hồi đó, hồi khi mà con học đó, thì có một người định nghĩa rằng cái thân của chúng ta đó, là một cái bao thịt chứa đầy nước tiểu nước đái mà biết đi. Tức là mình đi chỗ nào mình cũng tiểu, mình cũng đái. Thì một cái thân của chúng ta là một cái túi da mà chứa đầy nước tiểu và phân đó. Thì nó nói như vậy để thấy là thân thể chúng ta là bất tỉnh đó. Rồi chúng ta càng ngày càng già đi, bằng cái móng tay càng già, tóc càng càng dài phải hớt tóc, thì tất cả những cái gì ở trong thân thể của ta nó không có ở một chỗ, ngay cả máu huyết của chúng ta. Có người trong khoa học nói rằng cứ 10 ngày, một 10 ngày qua thì cái máu trong cái cơ thể của ta, của chúng ta thì đã biến đổi hết. Đó, nó biến đổi hoàn toàn sau 10 ngày. Thì cái máu thì có những cái tế bào nó bị diệt đi và xương nó làm ra máu, thì trong 10 ngày nó thay đổi hoàn toàn. Thì mình thấy rằng không có cái gì ở trong con người của chúng ta nên ở yên một chỗ, nó đều là thay đổi. Và đó là cái cách mình làm niệm thân thì con đã học lại con được. Và những điều cho mình thấy như là tóc mình dài ra, rồi móng tay mình dài ra, rồi thân thể chúng ta nếu mà không tắm thì hôi đi, thì điều đó cho thấy rằng cái sự vô thường nằm trong cái thân thể chúng ta thấy như vậy. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con trình bày. Nếu mà ai hỏi con niệm thân thế nào thì con sẽ trình bày như vậy. Con xin trong ai là sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói không đúng. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ Pháp Trăng cầm mai. Hello. Nếu mà nói về một cái đề mục tu á, mà quý vị nào có dịp mà đi dự lễ xuất gia của những vị sai, thì cái vị tỳ khu đó đọc Kê Sa Lô Ma Na Kha Na Kha Đành Ta Kê Sa Lô Ma, có nghĩa là đọc về 32 thể tượng, quý vị đọc xuôi và đọc ngược. Và khẳng định tóc là nó mọc ở trên cái da đầu, lông nó mọc ở trong cơ thể chúng ta. Thường thường chỗ nào có lông thì mình quán lông trên lớp da đó. Móng là nó mọc trên đầu ngón tay, ngón chân. Rồi trên cái núm, da, cái da chúng ta được, nó nằm phía bên ngoài. Mình lột cái lớp da thì trong là một cái lớp mình gọi là một cái lớp giống như bầy nhầy. Ở trong cái lớp bầy nhầy đó nó bọc cái lớp thịt. Thì nếu quý vị nào mà có dự lễ mà xuất gia sa di đó, thì cái vị trưởng lão mà truyền cái đề mục thiền đó là Kê Sa Lô Ma Nát Kha Đan Ta Tai Chô Tai Chô Nát Kha Danta Kisaloma, có nghĩa là tóc, lông, móng, răng, da, rồi da, răng, móng, lông, tóc, niệm ngược, định thui, xuôi về cái 32 thể trược. Thì cái đó cái đề tài ở trong trong luật ghi rất là lâu rồi, trong bộ luật mà dạy cho hòa thượng mà dạy cho cái vị sa di tu đó, thì cho tới bây giờ thì các xứ quốc giáo
Nếu mà quý vị xây di tu đó thì điều lúc mà truyền được một thiền đó dạy về thể trược đó, thì niệm kê sa lô ma nắc kha đanh ta tai chô tai chô kê đanh ta lô ma kê sa, nghĩa là tóc lông móng răng da, thì niệm niệm da răng móng lông tóc, niệm ngược niệm xuôi như vậy đó, là cái đề mục thiền về niệm thân, là cái đề mục 32 thể trược đó quý vị. Thôi thì bữa hôm nay đó thì cái đề tài về chánh niệm tỉnh giác đó là một cái đề tài lớn, nhưng mà vì không có thượng tọa Giác Đẳng, cũng có thượng tọa Đề Siêu, thành ra thượng tọa Tề Quyền giảng và chúng tôi cũng với chư tăng cũng tham gia thảo luận về hai cái chi pháp là chánh niệm và tỉnh giác. Chúng ta sẽ còn học nhiều về cái chánh niệm tỉnh giác này, tại vì chúng ta học hai pháp và học bốn pháp, nó cũng có những cái pháp bốn niệm xứ thì nó cũng có chánh niệm và tỉnh giác. Thì mời chư chúng lên tri ân chư tôn đức tăng mà chúng ta sẽ bế mạc buổi học hôm nay. Kính tri ân chư tôn đức tăng đã vào trong cái lớp học này. Bây giờ thì mời chư chúng lên lên để tri ân chư tăng và chúng ta hồi bế mạc lớp học. Sa thu lành. Con khai ma thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng bước trên hành trình tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, đạo quả giải thoát luân hồi. Đại chúng đã lắng tâm tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành, kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư, nguyện chánh pháp trường tồn.